Khánh Ly khóc như mưa khi về hát ở Sài Thành. Vừa qua, ca sĩ Khánh Ly đã kết thúc đêm nhạc Khánh Ly lại còn xuất in Sài Gòn sau 3 tiếng biểu diễn cùng các khách mời ở nhà thi đấu quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi biểu diễn đã kết thúc trong niềm vui lẫn những giọt nước mắt của khán giả lẫn nghệ sĩ, trong đó đặc biệt là những giọt nước mắt của Khánh Ly ca sĩ Khánh Ly mở màn phần hoài niệm của đêm nhạc trong chiếc áo dài vàng. Đã nhiều lần bà chọn áo dài vàng mở màn cho các đêm diễn của mình. Hỏi bà vì sao chọn áo dài vàng, bà chỉ thường mỉm cười. Mà hát câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đá hoa vàng mỏng manh cuối trời, trong ca khúc như một lời chia tay. Khánh Ly mở màn bằng diễm xưa, hạ trắng, rồi mới mở lời chào khán giả Sài Gòn. Xin kính chào quý vị, Sài Gòn, Sài Gòn của tôi. Tôi đã đi xa 40 năm, một đời người chắc chẳng bao lần 40 năm như thế. Những kỷ niệm và xin nhớ. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu gọi tên nhau. Ca sĩ Khánh đi dẫn ba tiếp tục những tình khúc của truyện Công Sơn. Như cánh vạc bay, tuổi đá buồn, dấu chân địa đàng, ở trọ, xen kẽ những phần biểu diễn là những chia sẻ dí dòm. 45 gặp lại quý vị. Tôi thấy điều rõ ràng là chúng ta đã già. Tôi đã qua tuổi 70, hãy cứ hát đi. Người ta nói 72 mới bắt đầu biết yêu, từ sáng tới giờ. Tôi ăn ngủ không được, tôi đến đây thật sớm tập như người ta mới biết yêu vậy. Con tầm phải rút hết tờ ra dẫu có chuyện gì đi chăng nữa. Hôm nay có nằm xuống đây tôi cũng mỉm cười vì tôi biết cuộc đời là ở tạm, ở trọ, như con chim ở đậu cành tre. Rồi ngày nào đó chúng ta sẽ đi mà thôi. Ca sĩ Khánh Đi tiếp tục giới thiệu đến khán giả phần biểu diễn của ca sĩ Quang Dũng và Hồng Nhung mà như chia sẻ của bà, đây là hai người nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chọn. Ca sĩ Quang Dũng trình bày ca khúc lặng lẽ nơi này, sau đó tiếp tục song ca cùng ca sĩ Hồng Nhung ca khúc Tình Nhớ và, và sân khấu tiếp tục Một Mình Hồng Nhung với Này Em Có Nhớ. Ca sĩ Khánh Đi dẫn chuyện cho phần 2 Mẹ và quê hương Việt Nam bằng trình những trải nghiệm của người từng sống trong bom đạn và bà cho rằng mỗi lần bà nhắc nhở đến chiến tranh cho những bạn trẻ chỉ với mong ước rằng các bạn hãy nhớ để yêu thương nhau trong phần này ca sĩ khánh ly cùng với ca sĩ quang thành đã trình bày những ca khúc gia vàng của nhạc sĩ trịnh công sơn người già em bé bà mẹ ô lý ca dao mẹ xin cho tôi chớ nhìn quê hương sáng chói và người trẻ nhất trong đêm nhạc ca sĩ hồ ngọc hà đã là người đưa ca sĩ khánh ly từ phần mẹ và quê hương việt nam đến với phần cuối cùng của chương trình tình yêu tình người ca sĩ hồ ngọc hà đã điệp đàn và song ca cùng ca sĩ khánh ly ca khúc còn tuổi nào cho em và đơn ca tiếp anh còn nữa em phần song ca của ca sĩ hồ ngọc hà và danh ca khánh ly là một điểm nhấn đẹp trong chương trình bởi ngoài phần hòa quyện cảm xúc chọn ca khúc phù hợp thì có thể xem ca sĩ hồ ngọc hà là thế hệ tiếp nối đem đến những mới mẻ cho chương trình có gương mặt gạo cội như khánh ly phần cuối cùng tình yêu tình người gồm những sáng tác của nhạc sĩ anh bằng ngô thụy biên phạm duy nguyễn anh chín thanh bình làm phương vũ thành an qua các ca cá khúc niệm khúc cuối ngày xưa hoàng thị nghìn trùng xa cách, tình khúc chiều mưa, tình lỡ, bài tango dĩ vãng, bài tango cho em, đời đá vàng. Cùng với ca sĩ Khánh Ly là các giọng ca Ý Lan, Quang Dũng cùng tham gia biểu diễn ở phần này. Đêm nhạc khép lại bằng những bản tình ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một lời chia tay, em còn nhớ hay em đã quên. Và để gió cuốn đi, dẫu đã cuối cùng nhưng ca sĩ Khánh Ly đã rơi nước mắt làm khán giả xúc động bởi những chia sẻ thật tình. Bao nhiêu người đã ra đi khỏi cuộc đời này như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Anh Bằng, Nguyễn Anh Chín, Thanh Bình hay rồi tôi cũng sẽ đi. Tôi từng hẹn nhạc sĩ Thanh Bình rồi hẹn hoài không gặp. Như từng hẹn nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín thì ra cuộc đời là những cuộc hẹn không thành và những người đi xa là những người làm ta thương nhớ không bao giờ nguôi. Khánh Ly lại còn xuất in Sài Gòn đã kết thúc trong nhiều xúc cảm để những dư âm của nó tiếp tục cùng ca sĩ Khánh Ly trong hành trình những đêm nhạc sắp tới tại các tỉnh thành Vũng Tàu, Quy Nhơn và Huế. Đây đều là ba tỉnh thành lần đầu tiên ca sĩ Khánh Ly đến biểu diễn kể từ lần trở về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2014. Sau đêm diễn tại Sài Gòn, Khánh Ly sẽ tiếp tục live concert của mình tại Sau đêm diễn tại Sài Gòn, Khánh Ly sẽ tiếp tục live concert của mình tại Vũng Tàu, Quy Nhơn. Hai đêm nhạc tại Vũng Tàu và Quy Nhơn đều mang chủ đề biển nhớ. Đây là chủ đề khá phù hợp. Bởi hai nơi này, ngoài là thành phố biển thì trong Quy Nhơn chính là nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc biển nhớ. Từ sau ca khúc đó, thành phố Quy Nhơn còn có thêm một tên gọi là thành phố mắt đêm đèn vàng. Điểm dừng cuối của Lai con Sức Khánh Ly sẽ diễn ra tại trung tâm tổ chức sự kiện lễ hội thiên phố thành phố Huế với khách mời là Envis Phương và Quang Dũng tại Huế. Đêm nhạc có chủ đề như cánh vạc bay, theo chia sẻ của ca sĩ Khánh Ly, Huế là nơi bà xót xa khi nghĩ đến, Huế nghèo, thành phố chỉ có vài con đường chính. Huế nóng cháy ra, mềm thịt, Huế lạnh bước, lạnh từ trong lòng lạnh ra. Dường như Huế chỉ thực sự huyền ảo, niên thơ, bởi những nghệ sĩ khi viết về quê hương mình. Tôi yêu Huế bởi từ Huế, tôi mới biết thế nào là tình yêu, ca sĩ Khánh Ly chia sẻ. Và với ca sĩ Khánh Ly, những ngày tháng ở Huế gần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và gia đình ông là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời của bà.